Hello các bạn. Wow, chim chóc quá trời luôn. Nó tập hợp về. Ui cha. Nó thấy có người có đồ ăn nên nó rủ về, nó đứng nó chờ luôn. Mình đang ở trên bờ biển Eltona các bạn. Phía trước là cái cầu cảng của Eltona. Hôm nay thì cái đoạn đường ở chỗ này đó họ đóng lại. Họ đóng lại một góc đường không cho xuống dưới kia. Chắc là hôm qua là mùng 1 Tết nè. Thì có thể là có những cái lễ hội rồi đó. Kia đi được, còn bây giờ mình đi tham quan, mình đi tham quan cái đó. Đây là những cái con cá hải sản bằng đồng. Mình đi ra ngoài cảng mình chơi các bạn. Hôm nay thì chắc cũng có xe xe lạnh cho nên người ta cũng ít đi, trời mát hay là cũng ít ra biển đó. Có hôm nắng nóng biển ở đây rất là đông, đông người lắm. Phía dưới kia là gia đình cho đồ đó, người ta đi chơi. Chịu, cũng có nhiều người đi ra ngoài này chụp hình lắm đó. Còn hơi xa các bạn. Camera muốn gần hết pin này. Bên kia kìa, thì trẻ con nít rồi nó đi tắm biển bên kia kìa. Đi nãy giờ là mới có ra có mực nước thôi. Biển hôm nay nó cũng cạn. Mực nước nó rút ra xa không? Đi ra ngoài này nghe tiếng sóng nó đã lỗ tai, nó không còn nghĩ gì hết. Xe xe trên kia là người ta chơi dù lượn ở trên kia đó mà. Trẻ con nó tắm dưới này nè. Cái nhóm người chơi dù lượn nằm ở phía trên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trước kia là có nhiều người câu cá lắm. Mình đi ra mà đó xem thử là có câu có cá. Hôm nay trời sóng lớn nè, cái nồm mà cái mồi, cái lượng của nó đó, lượng sóng cũng khá là lớn mọi người nghe. Đó, cái này bơi cũng khó khăn lắm đó. Có nhiều người người ta câu cá thư giãn ở đây. Thank you.